gói cả nhà. Cái gắp bỏ vô. Trời ơi, tự nhiên thèm mì gói cả nhà. Thèm mì gói chay nấu với măng nè. Qua thèm mà không ăn. Rồi còn cơm á, ăn cơm. Ăn mì gói thì cốt. Mì gói với măng. Ờ, thèm ăn vậy đó. Hôm qua thèm quá mà không ăn được, nay ăn nè. Rồi mời bà con nha, mời bà con ăn mì gói với măng. Với nấm bầu ngư. Ý lộn, nấm đùi gà cả nhà. Có qua xào muốn nấu mì mà không có nấu, ấy còn với tôm nguội ăn luôn. Rồi còn nửa măng để nay ăn. Đây miếng tắc cho thơm. Thiếu một chút chua. Rồi, ăn mì mà. Chị ăn mì mà thiếu tắc rồi cả nhà, không ngon lành đâu. Bảo lãnh mười mấy năm rồi mà mới đi được đó. Rồi ăn mì gói mà quên nặng lấy tắc. Tắc này dưới quê bà chị đem lên cho bà con. Chị đâu có ăn đâu. Mì thiếu tắc không ngon lành. Thấy thiếu thiếu trực nhớ lại tắc cả nhà. Vô cũng ngon, không nhé. Có em biến rồi còn hủ lên như này. Dạ. Đã thèm. Trời ơi, thì Nguyễn trồng cây tắc. Tết rồi cả nhà, có quay cả nhà xem á. Cái tuần lễ vừa rồi mà Phật bản nó đi hoài luôn. Rồi để cây tắc cũng có lên tưới mà nhưng không có điều mỗi ngày á, nên là nắng quá cả nhà, nên hả nó bị vàng lá rồi cả nhà, không biết nó còn sống không nữa. Thấy có nhăm mấy nhánh nó bị khô bà con. Ờ tội ghê luôn. Cây mai, cây mai nó cũng bị vàng lá luôn, qua thì Nguyễn tưới nó hôm nay thấy nó mơn mởn lại rồi mà không biết cây tắc có sống không. Nặng cái tắc vô cái mì nó ăn nó ngon liền cả nhà, nó không có ngán. Thích ăn cái vỏ vậy đó. Thank you.
xíu rồi cả nhà, măng nhiều.